Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Ngọc Gia Ban. Cũng là sắp Tết rồi thì mình chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để có một cái Tết ấm no bên gia đình. Trên đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn một dòng massage mắt mà nhà mình mới về. Hình thức thì còn rất là mới, còn là mới nguyên hộp các bạn nhé. Đây này, trên đây là một số những cái thiết bị đi kèm của máy này. Thứ nhất là cái sách hướng dẫn của máy này. Đây, cái sách hướng dẫn là của máy các bạn nhé. Đấy, vẫn còn mới luôn. Cái này là cái dây sạc các bạn nhé, dây sạc của máy. Và nhân vật chính chính là em máy massage mắt này. Đây nhá các bạn nhá. Đấy, nhìn này, hình thức rất là đẹp luôn. Thì mình bật lên chỗ này nhá, mình bật lên chỗ này, giữ một lúc. Đấy thì nó sẽ hiện lên như này. Đây cái dòng này, cái đầu tiên này là cái thể hiện cái chức năng massage mắt này. Cái thứ hai là thể hiện về chức năng về nhiệt độ này, làm ấm cho mắt này. Cái thứ ba là chế độ rung các bạn nhé. Còn cái này là hiển thị phần trăm pin này, nghe nhạc này. Đấy, nó có rất là nhiều chế độ khác nhau. Mình ví dụ mình muốn chuyển chế độ khác chẳng hạn, thì mình ấn vào đây thì nó sẽ chuyển chế độ khác. Chế độ này thì nó chỉ có hai chức năng thôi, là massage và là rung. Tiếp theo này, chế độ này thì chỉ có massage và làm ấm. Đấy, còn chế độ này thì chỉ có massage không thôi. Chế độ này thì làm ấm không này. Đấy. Còn chế độ này là chế độ đầy đủ luôn, vừa massage, làm ấm và rung. Nó sẽ làm giảm căng thẳng cho đôi mắt sau một ngày làm việc căng thẳng này. Đấy, nó rất là hiệu quả luôn. Mình chỉ dùng nó trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút thôi là mình đã thấy hiệu quả cho đôi mắt của mình rồi. Đấy. Mà nó sử dụng thì gọi là cực kỳ đơn giản luôn nhá. Đấy. Nó có thể khoảng từ 5 đến 6 chế độ khác nhau để mình có thể lựa chọn theo nhu cầu mà mình sử dụng. Đây, các bạn nhìn thấy là con máy nó đang hoạt động đây. Đấy. Nó vừa rung rồi nó vừa bóp vừa massage các bạn nhé. Máy này được thiết kế ôm vào mặt này, nên là nó vừa với khuôn mặt của các bạn này. Nó rất là tốt này. Đấy. Nó có lớp cái bảo vệ bên này thì nó sẽ không cái những sóng mà nó không trực tiếp vào mắt của mình. Đấy. Đẹp đúng không các bạn? Thì đôi mắt là cũng rất là một phần rất là quan trọng đối với chúng ta, nên là chúng ta bảo vệ đôi mắt cũng như là bảo vệ chúng ta. Đấy. Trên đây thì mình cũng đã giới thiệu về mẫu massage mắt là Masfan này. Nếu mà bạn nào về có nhu cầu về massage mắt thì hãy liên hệ lại với bên mình thông qua số điện thoại 0974945555 hoặc đến tại cửa hàng nhà mình ở 68 Tô Hiệu, phường Hiến Lam, thành phố Hưng Yên. Số điện thoại trên thì có liên kết với Zalo và Facebook, thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp trên đấy thì mình có thể trả lời các bạn. Cái này thì nó có sạc các bạn nhé. Mình sạc nó như kiểu sạc bằng điện thoại thôi, sạc điện từ 100 đến 240V lận. Thì mình cắm vào điện 100 cũng được, mà điện 220 về lan mình cũng được các bạn nhé. Đây thì cái đầu sạc mình cắm nó vào đây. Đấy, đầu kia mình cắm vào kia là nó sạc thôi. Đấy. Ngoài dòng máy massage mắt này thì nhà mình còn có rất là nhiều dòng máy massage mắt khác nhau, như là dòng máy massage mắt của Balasolic này, hoặc là của Perlot này. Đó, đấy. Rất là nhiều thương hiệu khác nhau và có nhiều chế độ khác nhau tùy phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Mình chào các bạn.